Ngày 9 tháng 8 năm 2013, Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi với quy mô từ cấp xã đến cấp huyện và cấp tỉnh, ghi nhận về công tác chuẩn bị trước hội thi. Hội thi là dịp để các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hòa giải, thúc đẩy giao lưu văn hóa pháp lý, trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng thực hành, đồng thời tạo được những chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thượng tôn pháp luật, củng cố tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Chúng tôi thì cũng đã thi cấp huyện xong và cũng đang chuẩn bị cho hội thi cấp tỉnh tới đây. Qua cái hội thi này thì chúng tôi cũng thấy được rằng là cũng học hỏi được nhiều những cái kiến thức, tìm hiểu về pháp luật và nâng cao cái kiến thức của mình trong cái công việc hòa giải ở cơ sở. Được tổ chức từ cơ sở với kết cấu đa dạng, hội thi hòa giải viên được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa bằng 4 phần thi, cho hỏi lý thuyết, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm như kịch, thơ ca, hò vè và là những câu chuyện được xây dựng bằng những tình huống phát sinh thường ngày trong đời sống xã hội. Qua cuộc thi thì giúp cho hòa giải viên nâng cao kiến thức pháp luật, đồng thời là ứng dụng được kiến thức pháp luật vào những cái tình huống rất là cụ thể, đa dạng, phong phú tại địa phương, cơ sở, giúp cho đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương ngày càng tốt hơn. Từ năm 2019 đến năm 2022, các tổ hòa giải hơn 4.300 vụ việc, trong đó hòa giải thành công đạt gần 85%. Đặc biệt, việc phổ biến pháp luật thông qua hội thi hòa giải viên giỏi là một trong những hình thức tuyên truyền đơn giản, thiết thực và hiệu quả.